sống như ma ruột nhé. Trước khi ăn và bữa cơm nó phải cho nó ăn miếng xong bắt đầu mới ngồi mới yên tâm. Dầu biết là chưa hết. Con này nó cũng thông minh lắm các bạn. Bé thì nhìn thấy mình ăn cái gì là nó cho nó là nó ăn cái đấy. Con người thì nói thật sự là trước đây mình cũng không gần gũi chó đâu. Từ ngày con trai mình nó nuôi con pitbull trước nhưng mà nó cũng chết rồi. Là con ấy nó cũng khôn lắm, bé nó khôn lắm. Chăm quá rồi không biết cách chăm là cuối cùng nó chết, bảo gì nó nghe đấy. Thì từ ngày ấy này với anh mình thì con này cứ 2 ngày tắm một lần. Con này được cái là nó không như chó khác các bạn, tắm dội vào nước vào đầu vào mặt thoải mái, kể cả kỳ cọ mồm chân tay này nó thoải mái luôn, nó cho kỳ thoải mái luôn, nó không như con chó khác đâu. Chó khác là dội nước vào đầu biết mà sợ chạy đây mùa rét này, cứ thấy mình tắm là cũng thích vào trong vào tắm nó mạnh luôn cùng luôn. Đấy thì nói thật sự nhiều người cũng có thể là không thích chó nhưng mà từ ngày mình nuôi này mình lên mình xem mạng với cả xem cái kênh truyền hình của kênh YouTube nó có cái ông chuyên dạy chó thì ông bảo là chó thì chả có con nào hư. Đấy,
yêu lắm, đáng yêu hết mỗi thời. Lúc bé chơi gần chục đôi dép của mình. Cấm nhận được. Chó con hay kiểu ngứa răng nhất là cái giống này. Đấy, sợ các bạn là cái giống pitbull này này. Là nhiều người có ác cảm với nó, để nó giữ, nhưng mà không phải đâu. Cái giống này nó cực kỳ trung thành với chủ của các bạn. Nó cực kỳ trung thành với chủ. Nó chỉ duy nhất một chủ, cho nên là nhiều người cứ nuôi nó từ bắt đầu từ lớn mới nuôi thì nó bị tâm lý. Đấy, chuyển đổi chủ xong nó bị tâm lý, xong nó trở lên tính nó cục cằn. Cho nếu mình nuôi từ bé các bạn gần gũi nó rất là hiền, con này nó hiền hơn những chó bình thường nhiều. Lên đây. Dưới giới thiệu các bạn, đây là các bạn mình đây. Đấy. Các bạn vừa xem video mình giới thiệu qua một số hình ảnh về ông bạn của mình đây. Thì các bạn biết đấy là chó pitbull này thì thời đầu ấy mọi người cũng rất thích nuôi, nhưng mà qua một số lần mà trên mạng thấy bị cắn, pitbull này cắn người đấy các bạn, thì từ đó đi là nhiều người là cũng có ác cảm với dòng chó này. Nhưng thực ra là các bạn vừa xem video của mình, các bạn biết đấy là bản thân chó này cũng rất là đáng yêu đấy. Còn nó ác hay không là do cách mình chăm sóc, mình nuôi dạy thôi, là chủ yếu thôi. Bởi vì cái giống chó pitbull này là nó lai từ giống chó trọi ra đấy. Bản thân của nó lại rất trung thành với chủ. Con này, cái giống chó này các bạn tuyệt đối trung thành với chủ luôn, nó chỉ biết một chủ thôi. Cho nên là những cái trường hợp cắn ấy là những cái con là nhiều người là nuôi mang về nuôi nó từ lúc lớn. Chứ còn bản thân chó lại nuôi từ lúc bé rồi, nó rất là ngoan, rất là hiền các bạn. Chó là mình rất là hiền. Đấy. Người ra vào thoải mái, không bao giờ biết cắn ai cả. Mà rất thích chơi với người luôn. Rất thích đú chơi với người luôn. Chứ còn những cái con mà nó hay cắn lại, thậm chí cắn lại chủ là chẳng qua là những cái con nó bị tâm lý. Đấy, bị sốc, thay đổi chủ liên tục. Hoặc là lớn rồi nó đã trung thành với chủ nó rồi mà thay đổi chủ khác, nó đã bị tâm lý, bị sốc rồi. Cho nên nhiều khi là nó cục cằn đấy, mà không cẩn thận, không biết cách là nó cắn lại ngay đấy. Mà cái giống chó này thì nhiều người bảo là không nên cho chơi với trẻ con, thì mình cũng nhất trí quan điểm đấy. Bởi vì là chơi với trẻ hay không thì mình phải tuyệt đối hiểu được cái tính cách con này nó như thế nào thì hãng cho trẻ gần. Mà tốt nhất là nếu chó lạ thì không nên cho trẻ gần. Bởi vì các cụ nói mồm chó vó ngựa, không biết được nào một lần đấy, chẳng may nó xảy ra chuyện gì thì lúc đấy là hối cũng không kịp. Cho nên là theo mình nghĩ là bất kỳ chó gì, chứ không phải riêng chó pitbull này, Mà đã là lạ thì là không nên cho trẻ con chơi giờ gần. Những quan điểm như thế. Chứ còn thực chất ra là con này nó ngoan không các bạn? Chó pitbull này ngoan không? Và cũng mình tham gia với nhiều anh em. Nếu anh em nào muốn nuôi chó pitbull thì tốt nhất là nuôi từ lúc bé các bạn ạ. Đừng có nuôi từ lúc lớn thì rất khó bảo. Bọn này nếu mà nuôi lớn mà mình không có kinh nghiệm, không có kỹ năng để dạy dỗ nó thì rất là khó bảo. Đấy. Thậm chí là nhà nó bật lại ngay. Trước mình nuôi, trước đời con này mình cũng nuôi một con nó to rồi mới chuyển về nhà mình. Thì các bạn biết là bờ tường nhà mình cao như thế mà nó trồm một phát bay vào bờ tường luôn. Cuối cùng là phải đẩy con đấy đi để mình nuôi con này, nó từ bé thì con này nó rất là ngoan. Đấy, cho gì ăn đấy, như video các bạn xem các bạn biết đấy. Thôi mình chào các bạn nhé. Nếu chúc các bạn nào muốn nuôi chó pitbull ấy thì chọn cho mình con chó thật phù hợp, và tốt nhất là nuôi từ lúc bé thì mình sẽ dễ dạy bảo hơn.
Bởi vì giống chó là mình nuôi từ lúc bé, gần gũi nó rất đáng yêu, đúng không các bạn? Xem các bạn thì nhiều khi là cứ ác cảm với nó là cũng oan uổng cho nó, bởi vì là do cung cách mình nuôi dạy nó thôi, thay đổi chủ. Thì cái đấy là cái điểm để gọi là điểm cộng của nó đấy. Cái ưu điểm của nó ấy, là nó trung thành tuyệt đối với chủ luôn. Bởi vì là nó chỉ nhớ chủ cũ nó thôi, còn chủ mới nó thì cũng nó chỉ quay gọi đi ăn nhờ ở đậu thôi. Đó, nó không nghe, thì đấy cũng là ưu điểm của nó chứ không phải là gì. Đúng không các bạn? Cho nên là theo mình là nhiều người thích nuôi chó hay là nhiều bạn là thích nuôi chó thì bất kỳ giống chó là gì cũng thế thôi, nuôi từ lúc bé. Bởi vì chó là giống trung thành với chủ, thì nuôi từ lúc bé thì nó chỉ biết chủ thì nó sẽ tốt hơn. Rồi chào tạm biệt các bạn nhé. Chúc các bạn có ngày, có buổi tối thật ấm cúng bên gia đình. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.